Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khởi động lại điện thoại Xiaomi. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn bấm vào cái nút đắt này, các bạn bấm giữ vào. Rồi nó để thế này, các bạn vẫn bấm giữ nha. Rồi, sau đó nó để thế này, bước này các bạn trượt xuống để khởi động lại nè, còn trượt lên để tắt nguồn nha. Các bạn trượt xuống là khởi động lại. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách tiếp theo, đó là các bạn bấm giữ vào nút tắt và nút tăng âm lượng. Đồng thời còn một lúc luôn, các bạn bấm giữ vào. Đó, thì nó cũng để như thế này. Bây giờ các bạn trượt xuống là khởi động lại và trượt lên là tắt nguồn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong cái trường hợp mà máy của mình nó bị đơ, bị lát màn hình, các bạn không thể nào mà có thể thao tác được. Rồi, thì các bạn bấm vào cái nút tắt này và nút tăng âm lượng, các bạn bấm giữ vào. Bấm giữ vào lâu một chút nha. Thì điện thoại của mình nó sẽ tắt và nó bật lên. Rồi, khi máy của mình nó khởi động lên, nó để thế này. Main menu này. Thì bước này các bạn bấm vào nút nguồn là Reboot này. Rồi Reboot to System này nha. Các bạn bấm vào nút nguồn thêm một lần nữa. Rồi bây giờ các bạn đợi một chút cho điện thoại của mình nó khởi động lên nha. Rồi vậy là điện thoại Xiaomi của mình nó đã khởi động lên rồi nha. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn các cách để mà các bạn có thể khởi động lại điện thoại Xiaomi. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.